Vào 15 giờ ngày 6 tháng 7, công trình lan can kết hợp đèn trang trí hai bên cầu Maspero tại thành phố Sóc Trăng, đoạn gần trường đua ghe ngò nối phường 4 với phường 8, đang trong giai đoạn hoàn thiện đã bị đổ sập hoàn toàn. Tại hiện trường, khung cảnh ngổn ngang của hàng chục tấn sắt thép của công trình, một bên đổ sập xuống giữa cầu, một bên sập nửa nổi nửa chìm xuống lòng sông, làm các phương tiện giao thông thủy bộ đều không thể lưu thông được. Theo người dân có mặt ở gần cầu, vào lúc xảy ra sự cố, có gió mạnh, nhiều xe qua lại, nhưng nhiều người thấy khung sắt lan can cầu lắc lư và nghiêng từ từ nên đã chạy thoát thân và chia nhau chặn hai đầu cầu không cho người qua lại nữa, do đó đã tránh được những tai nạn thương tâm có thể xảy ra. Được biết, đây là dự án trong gói công trình làm đẹp ba cây cầu bắc qua sông Maspero trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Kinh phí công trình lan can kết hợp đèn trang trí cả ba cây cầu là khoảng 10 tỷ đồng. Ngay sau khi sự cố xảy ra, cơ quan chức năng thành phố Sóc Trăng đã có mặt tại hiện trường để xử lý, điều tiết giao thông và giải tán người dân hiếu kỳ. Nguyên nhân sự cố đang được cơ quan thành phố Sóc Trăng làm rõ.